Rồi, hello anh em nha. Bây giờ là chiều thứ bảy cuối tuần. Em tiếp tục lên sóng vài món nha anh em. Anh em cần món nào cứ alo nha. 0933 207 208 nha. Rồi, đầu tiên là một cái pha đèn. Pha đèn thì dòng Curon Green. Cái pha rất là trong nha anh em. Có mè cám. Đó. Cái này em bán là 650 nha anh em. Coi như bán cái pha thôi, tặng anh em cái dòng Curon nha. 650. Rồi một cái đèn hậu custom là dính keo nha anh em. Đế còn rất là đẹp. Chụp rin đàng hoàng nha, hay chụp đúng chụp rin theo xe. Đầy đủ nhân hình, cái này là 800. Dính keo nha, cái nắp hậu dính keo anh em về lau ra nha. 800 nha, đầy đủ nhân hình. Chui bóng đèn rin nha anh em. Rồi một bộ lửa đẹp, lửa custom 50. Lửa là đầy đủ nha anh em, đây. Đầy đủ không thiếu gì hết. Bộ lửa này là 1 triệu nha anh em. Lửa là đẹp, kích dài luôn đó, 1 triệu nha. Bộ lửa custom 50 đầy đủ không thiếu gì hết nha anh em, full hết nha, không có thiếu gì hết. Rồi một cái pha đèn đẹp, pha đèn này xuất sắc nha anh em đó. Đó, pha này là tuyệt đẹp luôn. Ở bên dưới nè anh em nhìn nè, đó pha này em bán là 1,7 triệu nha anh em, đầy đủ. Anh em nhìn ốc nè, bóng đèn đầy đủ nha, 1,7 triệu đó, nhiều mới luôn nha nè. Anh em nào mà khó tính quá thì chơi hàng đập hộp, nếu mà hàng đập hộp là full cái này á là giá là cỡ 5 chai đó. Anh em mà khó tính quá thì cứ chịu chi, còn cái này là 1,7 triệu, tại vì cái hàng mới nó vẫn có luôn, là hàng Nhật đàng hoàng luôn, trọn bộ luôn là 5 triệu. Anh em nào mà chịu chi thì chơi hàng mới luôn, còn cỡ này 1,7 triệu là giá là quá quá ok rồi. Hàng heo xe, ốc tán đẹp hết. Rồi một cái pha này thì cũng mặt trên là đẹp nha anh em, hai bên cũng đẹp luôn, ở dưới thì nó cũng có hơi bị rơm rơm lên tí xíu đó. Cái này em bán là 1 triệu thôi đó, nói chung cái này lên xe là cũng hợp lý nha anh em đó, 1 triệu nha, tại vì mặt tiền nó đẹp hết, pha nó cũng đẹp luôn, ở dưới thì nó cũng hơi rơm nhẹ, chưa có bị nổ xi. 1 triệu. Rồi một cây kèn 2 dây xuất sắc đó, kèn này là 2 dây nha anh em, gắn cho đèn tròn và DD đó, kèn này là 300. Rồi một cặp cùm mồ côi đẹp, cặp này thì 400, cặp này 400 bao ship nha anh em, tại vì này bán cho anh em về lấy phụ kiện hoặc là làm gì đó tiện anh em. Nó rất là đẹp, 400 bao ship, giá quá tốt luôn, không có tai hắn nha anh em, ốc tán là đẹp hết. Rồi một cái yên custom da rin, đế mút rin hết đó, yên này là hết tốt nha anh em, yên này là hết tốt nha, yên này em bán 1,5 triệu nha, hết nè, hết là bao bao mạnh luôn, còn anh em không lấy hết thì trừ ra 300, còn 1,2 triệu, còn bán nguyên cái gì là 1,5 triệu, yên custom đế mút rin hết đó, 1,5 triệu, không lấy hết thì còn 1,2 triệu. Anh em cần cứ alo em nha.